2 Electro Voice, mỗi giây có 12 loa full X2 221/90 là 8 loa sub X12 128 cùng với hệ thống khuếch đại TG7 là thế hệ mới nhất của Electro Voice. Bên cạnh đó cũng có TGX20 là thế hệ mới nhất của Dynacore. Hệ thống và trung tâm điều khiển N8000 của Electro Voice. Bên cạnh đó kết hợp cùng với Digital Mixer Yamaha VM7 lừng danh. Và quý vị sẽ là những người đầu tiên được trải nghiệm thế hệ này cùng đến với thương hiệu Electro Voice. Lời đầu tiên, Nam Hùng thay mặt cho toàn thể anh em Radar Band cùng DJ Duy Do Thái xin gửi đến tất cả quý vị lời chào trân trọng. Và hôm nay, Nam Hùng cùng anh em Radar Band rất là vinh hạnh được công ty Trường Thịnh Audio đại diện cho hãng AV Electro Voice đến đây xin gửi đến quý vị những dòng nhạc rock, R&B, Latin để chúng ta cảm nhận về chất lượng âm thanh của Electro Voice. Và để mở đầu chương trình hôm nay, xin mời quý vị cùng lắng nghe chương trình của Radar Band. Xin chân thành cảm ơn. Xin chân thành cảm ơn quý vị. Và để mở đầu chương trình, xin gửi đến quý vị một ca khúc nhạc dân ca Mexico lời Việt, bài hát được mang tên La Pamba. La Pamba. Cha cha cha. Ánh nắng lấp lánh chiếu chan hoa tim ta rộn vang nhịp nhàng bước trên đôi cát vàng. Thế nhưng giờ đi về cuối trời nơi chân lang thang cùng nhau hát trên đôi cát vàng. Ơi nghe bao nhiêu ngớt say khi ta còn yêu rộn ràng trái tim đó trên đường. Guitar!
lập thành chiến trang hòa, anh đang lập thành chiến trang hòa, chúng ta rồi ban nhịp nhà bước chia đôi cát vàng, thế nhau ra đi về vui chờ đợi trần lang thang cùng nhau hát chia đôi cát vàng, anh yêu bao nhiêu ước say khi ta còn yêu luôn dang trái tim gõ trên đường tàu sông. Vào ca khúc tiếp theo là một thể loại R&B. Xin mời quý vị cùng lắng nghe một giọng ca của Duy Phong. Và tiếp theo là một sáng tác của Nguyễn Hoàng Dũng ạ. Vì anh vẫn, xin mời cùng lắng nghe. Oh,
chúng tôi mọi người lắng nghe. Và tiếp theo